phải là một giọt một chỗ nữa. Còn nước thì có nghĩa là ở ngoài đường cao hơn thì nó sẽ chảy vô nhà. Cũng bởi chị Huế mưu sinh bằng nghề thợ may, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống, nên không như nhiều hộ gia đình có thể mua đất và chuyển đi nơi khác. Gia đình chị vẫn phải bám trụ và sống trong cảnh nhà xuống cấp như vậy đến chục năm trời. Mỗi khi mưa xuống hoặc là bão đó, sợ nó đổ vào người thì nếu mà chết người thì gây ra chết người thì ai chịu trách nhiệm. Nên ủy ban họ cũng bảo là trước tiên thì chưa có nói gì cả, nhưng mà ủy ban vẫn cho phép cháu được sửa lại để ở. Không kiên trì bám trụ và tu sửa nhà.